Mẹ ơi, mẹ sắp xong chưa? Mẹ cho bọn con ra nhà sách đi ạ. Chờ mẹ một tí, xong rồi đây. Thế cô nấu nướng cả buổi rồi thì ở lại ăn đi chứ. Tôi hẹn với cả bọn trẻ con là đưa ra nhà sách chơi rồi. Nhà sách cái gì? Xong xuôi rồi thì phải thụ lộc rồi đi đâu thì đi nhở. Nào các con, thu dọn đồ đi, chuẩn bị ăn cơm nào. Tôi bảo này, lát nữa tôi có hai người bạn để đi ăn, trong đấy có một người làm luật sư khá là giỏi. Tôi nghĩ nếu như cô cần tư vấn, trong trường hợp cô muốn giành lại quyền nuôi con thì họ có thể giúp. Nhưng mà phí luật sư có cao không ạ? Điều kiện của tôi bây giờ... Tôi chỉ cần giới thiệu cô là bạn của tôi là họ sẽ giúp thôi. Với lại mới là tư vấn thôi thì có cái gì đâu. Vâng ạ. Đi ăn đám dỗ mà cậu xách rượu này, các cậu chỉ nhân dịp tụ tập là nhanh. Thì cả hội đều bận mà. Với lại dạo này nhìn cậu trông căng thẳng quá. Cậu thấy mình căng thẳng thật à? Trông mệt mỏi thật đấy. Sau chuyện này mình nghĩ cậu nên buông bỏ, ngừng công việc và đừng suy nghĩ gì nữa. Mình cũng muốn buông bỏ lắm chứ, nhưng mà lúc bất tòng tâm. Ê, đây rồi. Nó lâu thế à? Để cả nhà đang chờ đây. Tôi chết. Chào em nhá. Em chào anh, em chào chị. Em chào anh chị ạ. Đây là Khuê, bạn của San. Lát tôi có việc nhờ bà ấy nhá. Cả nhà cần chị phụ gì không? Không cần chị phụ cái gì, mà là có việc lớn chúng em phải nhờ. Đây là chị Dung, một luật sư vô cùng tài giỏi. Còn đây là Khuê, bạn thân của em. Em chào chị ạ. Lúc nãy anh bảo có khoe là mời chị đến ăn cỗ, thế em nói luôn với Khuê là có việc gì thì cứ hỏi chị. Chị có phải tổng đài tư vấn đâu. Không, cái này là vấn đề pháp lý. Bạn em nó mới ly dị, ra đi tay trắng. Nó có hai đứa con gái, giờ nó mong muốn là làm thế nào để giành quyền nuôi nốt đứa còn lại. Chị giúp nó nhá. Nếu mà chị không phiền, em có thể hỏi chị một chút được không ạ? Được. Thế thì chị em mình tranh thủ trao đổi luôn nhá. Yên tâm, Bảo đã nhờ chị rồi thì chị không thể nhắm mắt làm ngơ được. Này, Tiên. Này, hôm nay em Ngân không xuất hiện à? Một lần là đủ lắm rồi. Ông đừng có coi thường sự chân tình của phụ nữ nhá. Tôi thấy em Ngân là đang quyết tâm lắm đấy. Không bao giờ có lần thứ hai nhá. Dám cá không? Một chầu bia thôi. Em biết anh sẽ không thấy vui khi em đến đây, nhưng em muốn vào để thắp hương cho mẹ. Có thể anh nói em giả dối cũng được, nhưng khi mẹ còn sống, mẹ đã coi em như con gái. Em cảm ơn chị lắm ạ. Giả như mà em được gặp chị sớm hơn thì... Thì sao? Thì em vui mừng sớm hơn phải không? Em cảm ơn chị, có gì chị giúp bạn em nhá. Là phụ nữ phải về một phe chứ. Rồi, thế mời phe phụ nữ ra mâm nha. Bảo ơi. Đấy rồi. Đông đủ cả rồi, ngồi ăn đi. Sao hôm nay âm thịnh dương suy thế hả? Em chào mọi người ạ. Chị Dung, em biết ngay thế nào hôm nay cũng gặp chị ở đây mà. Cô lên bảo hai đứa trẻ xuống ăn đi. Vâng ạ. Ngồi nhá. Em xin phép vào thắp hương. Sao giờ này vẫn chưa ngủ hả con? Con làm sao vậy? Mẹ có biết hồi bố còn sống, mỗi khi bố vẽ xong tranh, bố thường ký gì không ạ?
con nói gì thế? Mẹ không hiểu. Mẹ nhìn xem, mỗi khi vẽ tranh xong bố thường ký chữ ca. Hôm nay con đã nhìn thấy, con đã muốn nhìn thấy một bức tranh gì bố vẽ năm 1982. Người trong bức tranh đó giống hệt San mẹ ạ. Nhưng năm 1982 thì San chưa ra đời. Ý con là... con là mẹ đã ghen nhầm người rồi. Người mà mẹ căm thù ấy chính là mẹ của San, là mối tình đầu của bố. Họ là bạn học thời đại học. Không thể nào. Mọi mối tình sử của bố mẹ biết tất cả. Không có người nào như thế mà. Khi ấy mẹ còn chưa gặp bố. Nói đúng hơn là bố đã phụ mẹ của San để đến với mẹ. Chính vì như vậy mà mãi mãi bố không thể nào quên được. Mẹ còn nhớ khi bọn con cưới nhau, mẹ của San đã mất. Chính vì vậy bố rất yêu quý cô ấy. Có lẽ nào nó cố tình sắp đặt để mà... Trời ạ! Tại sao mẹ lúc nào cũng như vậy? Bọn con ly hôn với nhau rồi, San làm như thế để làm cái gì? Sao thế? Bọn trẻ con ngủ cả rồi hả? Ừ. Này, hôm nay lúc ông Dũng qua, tao thấy ông ý vẫn còn nhiều tình cảm với mày lắm. Có những chuyện lúc chưa rõ thì nhất định phải tìm hiểu cho kỳ được. Khi đã sáng tỏ rồi, tao lại thấy trống rỗng lắm mày ạ. Ngồi dậy tao hỏi. Tao hỏi thật, mày có định quay lại với ông Dũng không? Nếu như còn có cơ hội thì tại sao không thử? Kiểu người một đi không bao giờ quay trở lại. Ngày xưa mỗi lần cãi nhau với Dũng hay là bị mẹ chồng mắng mỏ quát nạt, thì đầu tiên tao nghĩ đến là ly hôn và không bao giờ tìm cách là giải quyết vấn đề. Giờ khi đã ly hôn thật sự rồi thì tao cũng thấy lạ là bản thân tao chưa bao giờ có hai từ quay lại cả. Mày đừng có đặt mình vào những nguyên tắc quá. Bây giờ cứ thả lỏng ra thì mới biết được mình muốn gì.